Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về ồn ào trà xanh giữa Sơn Tùng MTP và bạn gái tin đồn Thiều Bảo Trâm. Được biết đến thời điểm hiện tại, công ty giải trí MTP Entertainment đã liên tục nhận về những comment gạch đá và cơn bão đánh giá một sao từ cộng đồng mạng. Những ngày vừa qua, sự việc gây chú ý nhất trên mạng xã hội có lẽ chính là lùm xùm tình cảm giữa ba cái tên Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, những nhân vật chính vẫn chưa hề lên tiếng về ồn ào, nhưng cư dân mạng thì đã bắt đầu tràn vào đánh giá và bình luận công ty giải trí do Sơn Tùng làm chủ tịch. Theo đó, có khá nhiều dòng comment tiêu cực kèm theo những chiếc vote chỉ có một sao. Hầu hết khán giả đều phản đối và cho rằng việc Sơn Tùng MTP bỏ rơi bạn gái 8 năm để đến với người khác là hành động không thể chấp nhận được. Một số bình luận đến từ cộng đồng mạng như tuyển diễn viên độc quyền mà quá khứ lệch lạc, lối sống đời tư không phù hợp để làm thần tượng, đời sống cá nhân của sếp và nhân viên bị đem ra bàn tán mà không có trách nhiệm, không lên tiếng gì thì đúng là công ty này quá tệ, làm việc chưa chuyên nghiệp. Chủ tịch công ty quá vô trách nhiệm với những gì mình gây ra, sống lăng nhăng bội bạc, công ty tệ từ chủ tịch tới nhân viên, đúng là nhà rột từ nóc, bạc bẽo. Tuy vậy, bên cạnh một số ý kiến chỉ trích thì cũng có nhiều khán giả cho rằng hành động vào tận công ty để đánh giá một sao thì cũng khó có thể coi là một hành động văn minh được, bởi thực sự thì mọi chuyện vẫn chưa có gì ngã ngũ khi các nhân vật chính chưa từng lên tiếng khẳng định hay là phủ nhận. Chúng mình sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về ồn ào này đến cho các bạn. Và đừng quên hiện tại SNews đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm thì hãy truy cập dưới đường link, bọn mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn nhé.